Thì nếu tao mùa thì đúng mùa của nó thì nó không gì. Tao chiêm mấy tấn. Như cái hổ mang đấy mà đánh cái đuôi vàng ở trên táo này thì hiệu quả được bao nhiêu ngày? Bao ngày chị phải phun lại? Chắc chỉ còn chục hôm thôi đúng không? Hết mùa nó lại đến. Một gói hổ mang đấy pha cho bao nhiêu lít hả chị? Ôi lâu chị chẳng nhớ. Bao nhiêu ngoài chị tôi? 106, 102, 106. Như cái form nhà chị đấy là... Hơn một thùng một tí. Vâng. Form nhà mình form 102 đấy đúng không? Nhưng mà có lần không nặng là chị cho một một form. Form 102 ấy. Phun có thấy ruồi vàng nó chết nó rụng xuống không? Chết nhưng mà vài hôm hết thôi lại đến. Chứ gì chả thế, thuốc sâu nó chỉ được mấy hôm, làm gì nó được cả tháng. Vâng. Nhưng mà cái thuốc Gold Round bọn em là nó mùi nó nhẹ hơn so với cả những cái thuốc trừ ruồi vàng khác. Như kiểu dòng khác nó hôi lắm đúng không? Hôi khó chịu hơn nhiều. Vâng. Như cái dòng bên em thì mùi nó dễ chịu thôi. Vâng. Một năm sau. Một năm sau vẫn thấy mùi à?